Chúng ta sang ví dụ 2, xét sự biến thiên của hàm số y bằng fx bằng x bình phương cộng 1 trên x. Thì ở đây chúng ta có thể viết lại thành gì nhỉ? Thành x cộng với 1 trên x. Cái này chúng ta lưu ý nó có tập xác định, cho nên việc đầu tiên chúng ta phải tìm là tập xác định là x hay không. Nó có mẫu số mà. Hoặc chúng ta có thể viết x thuộc r trừ 0, nghĩa là tập số thực ở đây số 0. Bây giờ việc thứ hai là chúng ta đi tính đạo hàm, nghĩa là làm giống bình thường. Ta có này y phẩy bằng 1 trừ đi 1 trên x bình phương. Vậy y phẩy bằng 0 khi nào? Khi và chỉ khi 1 trừ 1 trên x bình phương bằng 0. Từ đó suy ra x sẽ bằng cộng hoặc trừ 1. Từ đó chúng ta có bảng biến thiên. Biến thiên. Thầy vẽ sang bên này cho nó rộng nhé. Chúng ta vẫn làm ba ô, ô của x này, y phẩy này và của y này. Ở đây chúng ta có hai giá trị làm cho đạo hàm bằng không là trừ 1 và 1. Tuy nhiên nó có một cái giá trị đặc biệt nữa, đó là giá trị x bằng 0 là hàm số và đạo hàm nó đều không xác định. Cho nên nó giá trị đặc biệt của nó chúng ta cũng phải ghi vào đây. Chúng ta lưu ý này, những cái giá trị nào chúng ta ghi vào đây có các loại này. Thứ nhất là làm cho đạo hàm bằng 0. Thứ hai làm cho hàm số không xác định. Và có một cái loại thứ ba nữa mà chúng ta có thể sẽ gặp. Ví dụ như chúng ta xét cái hàm y bằng giá trị tuyệt đối của x. Nếu như xét cái này chúng ta sẽ gặp là cái điểm, nếu như điểm x bằng 0 là tại đó nó không có đạo hàm. Và có ba loại điểm chúng ta ghi lên đây, các bạn nhớ này. Một là làm cho đạo hàm bằng 0. Hai là làm cho hàm số không xác định. Làm cho hàm số không xác định. Thứ ba là những cái điểm mà ở đó không có đạo hàm. Vậy ở đây chúng ta sẽ có này, tại các vị trí này đạo hàm bằng 0. Tại vị trí 0, x bằng 0 thì nó không xác định. Không xác định thì chúng ta gạch bằng hai gạch này, bỏ nó đi. Bây giờ chúng ta cùng xét dấu. Nếu như bé là âm 1, chúng ta thấy bé là âm 1. Ví dụ như âm 2 thay vào đây là 4, thì 1/4, 1 trừ 1/4 là dương. Cái này dương thì cái này âm. Chúng ta lưu ý nhé, hai cái này bên cạnh nhau. Tuy nhiên nó không phải là điểm để làm cho đạo hàm bằng 0. Cho nên dấu ở đây không, chưa chắc nó đã đổi dấu ở bên này. Cho nên chúng ta phải tiếp tục chúng ta xem dấu bên này là gì. Chúng ta lại xét cái lớn hơn 1 đi. Lớn hơn 1 chúng ta thay 5 chẳng hạn, thì vào đây thì là 1/25, 1 trừ 1/25. Thế này là dương, còn đây là âm. Đấy chúng ta thấy này, hai cái cạnh nhau nhưng không đổi dấu. Bởi vì cái vị trí của x bằng 0 này không phải là vị trí làm cho đạo hàm bằng 0, cho nên nó không đổi dấu. Từ đây thì chúng ta sẽ có, ở đây dương, đoạn này dương, cho nên là mũi tên đi lên, nghĩa là đồng biến âm thì đi xuống. Tương tự bên này, âm thì đi xuống, dương thì đi lên. Vậy từ đây chúng ta sẽ kết luận. Kết luận thế nào? Có hai phần đồng biến là phần này và phần này. Vậy hai phần đồng biến này, đi lên này là phần này và phần này. Với x thuộc khoảng này là từ trừ vô cùng cho đến trừ 1, trừ vô cùng đến trừ 1, hợp với khoảng bên này là từ 1 trở đi, tức là 1 đến cộng vô cùng. Thì hàm số đồng biến và hai phần còn lại nó đi xuống là hàm số nghịch biến. Vậy với x thuộc âm 1 đến 0 hợp với 0 đến 1 thì hàm số nghịch biến thì hàm số nghịch biến